Hai hôm trước, có vị đồng tu đưa tôi một cái đĩa, nói về một xí nghiệp Nhật Bản tên là Đạo Thạnh Hòa Phu. Tôi mất khoảng 3 tiếng đồng hồ mới xem xong nó. Tôi rất cảm động. Một nhà xí nghiệp, từ khi sáng nghiệp đến nay, ông ta kinh doanh 3 công ty hơn 50 năm. Rất thành công. Gặp bao nhiêu gió bão, nhưng ông không bị ảnh hưởng. Sự nghiệp thành tích ngày càng cao. Người ta hỏi ông kinh doanh như thế nào? Ông nói, lý niệm và trí tuệ mà ông kinh doanh là học được từ giáo huấn của tổ tông 2-3 ngàn năm trước. Ông nói ra là hoàn toàn trái với lý niệm kinh tế của nước ngoài hiện nay. Lý niệm kinh tế của nước ngoài thứ nhất là vì mình, kiếm tiền là vì mình, vì cổ phần của công ty được đặt ở vị trí thứ nhất. Đối với nhân viên xem như máy móc vậy, làm sao để hạ giá đều cố gắng phát huy sử dụng năng lượng của họ. Lợi ích là ông chủ độc chiếm. Đạo Thạnh Hòa Phu không như vậy. Ông đặt nhân viên ở vị trí thứ nhất vì công ty kinh doanh thành tựu là nhờ toàn thể nhân viên nỗ lực mà có. Đặt phúc lợi của nhân viên lên hàng đầu, đặt hành khách lên vị trí hàng đầu, vì khách phục vụ. Lợi ích công ty đặt ở vị trí thứ ba. Kết quả như thế nào? Kết quả lợi ích công ty ngày càng tăng cao. Nhân viên coi công ty như sự nghiệp của gia đình mình, sự nghiệp của gia đình mình, nên rất có lòng tin đối với công ty. Công ty thật sự chăm sóc họ. Nói cho chư vị biết, quan niệm của Đạo Thạnh chính là quan niệm về gia đình của mấy ngàn năm trước. Gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp, ông đã học được những điều này. Tôi vừa xem toàn là quan niệm của gia đình. Mấy năm lại đây tôi cũng thường nghĩ đến vấn đề này. Xã hội Trung Quốc mấy ngàn năm có nền trị an lâu dài, dẫn nước hưng thịnh, ân định. Từ đâu mà có? Từ nhà cống hiến ra. Mỗi nhà đều tốt, nhà đều dạy tốt con người. Nền Trung Quốc thời cổ đại gọi là 360 nghề, nghề nào thích nhất? Làm quan. Đều thích làm quan. Trong các ngành nghề, làm quan được xếp hạng nhất. Vì sao vậy? Quý vị xem, họ làm quan là có thân phận, có địa vị, đãi ngộ cũng không tệ, có thể nuôi dưỡng gia đình, nhưng không có việc làm, không có án để xử. Vì xã hội này mỗi người đều là người tốt, việc việc đều là việc làm. Quý vị không cần quản, nên hoàng đế không có gì làm, thiên hạ thái bình.
nhân dân an lạc hạnh phúc. Đây là gia đình cống hiến đắc lực nhất. Huyết thống gia đình chúng ta không thể khôi phục lại. Nên mười mấy hai mươi năm trước tôi thường nghĩ đến, tôi biết nhà xí nghiệp, thường thường các nhà xí nghiệp có thể khôi phục lại tinh thần truyền thống gia đình ngày xưa. Ông chủ của xí nghiệp là đại gia trưởng. Ngày nay Đạo Thành Hòa Phu chính là đại gia trưởng, dẫn dắt nhân viên của mình giống như một gia đình. Thỏa đáng là dùng một chữ yêu, nên ông nói cho mọi người bí quyết của mình chỉ có bốn chữ: kính trời, thương người. Thiên là gì? Thiên lý lương tâm. Có người phải có thiên lý lương tâm, phải thương yêu tất cả chúng sanh. Sự nghiệp của chúng ta là vì nhân viên, khiến cho họ có cuộc sống tốt đẹp, khiến họ có thể phát triển. Vì xã hội chính là vì khách, vì đại chúng mà phục vụ. Thật sự toàn tâm toàn lực dùng lương tâm để phục vụ đại chúng, ông đã làm thành công. Mấy mươi năm dù phong ba bão táp thế nào cũng không liên quan đến ông. Giống như ông không có việc gì xảy ra, buôn bán thật thà quy củ, tuyệt đối không buôn bán đầu cơ, làm việc rất thiết thực. Xem đĩa phim về ông ta, quý vị sẽ có gợi ý. Điều đáng nể của ông chính là tinh thần của Khổng Tử, tính nhi háo cổ. Quật nhi bất tạc, ông đã làm một cách thuận lợi. Năm nay chắc ông khoảng 80 tuổi. Ông truyền kinh nghiệm này lại cho mọi người. Ông nói tôi đã già, hỏi ông những năm về già như thế nào, tôi sẽ về hưu an hưởng tuổi già. Hiện nay ông vẫn đang làm việc là chủ tịch của hãng hàng không Nhật Bản. Ông đã cứu vãn được hãng hàng không Nhật Bản, chứng minh mỗi người chúng ta đều có quan hệ mật thiết với biến pháp giới hư không giới.